Xin chào các bạn ha. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn, đây là vùng đất An Giang nha các bạn. Đây là nơi sản sinh ra một vị anh hùng của dân tộc, đó là Bác Tôn Đức Thắng, hay còn gọi tên thân thương đó là Bác Tôn đó các bạn. Và vùng đất An Giang này cũng sản sinh ra một phó chủ tịch nước, đó là bà Võ Thị Ánh Xuân đó các bạn. Vậy thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn ha, đây là khu lưu niệm Bác Tôn ha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi tham quan ha, ở vùng đất ở Long Xuyên, An Giang ha các bạn. Và hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt ở chiếc phà An Hòa đó các bạn. Đây là bên bờ của chợ mới nè các bạn. Rồi, đây là chiếc phà An Hòa nè các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành xuống phà ha. Rồi bây giờ chiếc phà nó đang rời khỏi bến và đi qua bên kia, đó là bên Long Xuyên các bạn, Long Xuyên An Giang. Bây giờ thì mình đang có mặt tại thành phố Long Xuyên An Giang. Và trước mắt các bạn đây ha, là tượng đài đèn bốn ngọn ha. Đây là cái ngân hàng Á Châu. Còn đây là nhà thờ của tỉnh nè các bạn. Có biểu tượng hai bàn tay ấp nhau ha, cầm một cái thánh giá đó các bạn. Đây là một nhà thờ rất là lớn. Và chúng ta bước qua đường ha, thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái siêu thị các bạn. Đó là cái trung tâm thương mại Long Xuyên, hay gọi là siêu thị Cướp Mắt. Và mình sẽ tiến hành đến cái cầu Hoàng Diệu các bạn. Và trước mắt của mình đây là cái bùng binh ha, và có một cái cây cảnh rất là đẹp đó. Và khu vực này là trung tâm của thành phố nha các bạn. Còn đây là Vincom ha. Và trước mắt của mình ha, là một cái nhà hàng đó, thiết kế theo kiểu nhà hát cùng con sò ở Úc đó các bạn. Còn trước mắt các bạn đây là trường trung học phổ thông chuyên Thọ Ngọc Hầu. Còn đây là bảo tàng An Giang đó các bạn. Sau khi tham quan bảo tàng An Giang ha, mình sẽ tiến hành đến khu hành chính của tỉnh nha các bạn. Ở khu hành chính của tỉnh thì có một cái tượng đài bông lúa, và trước mắt của mình đó là tượng đài bông lúa đó các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành đến gần ha, để quan sát, và sẽ quay cho các bạn xem cận ha. Đây là tượng đài hình bông lúa. Ở đây là khu hành chính của tỉnh nha các bạn, đó là Ủy ban Nhân dân tỉnh nè, rồi Sở Giáo dục, Thư viện tỉnh. Rồi Sở Giao thông luôn các bạn. Và trước mắt các bạn ha, đây là cái đài của Vina đó các bạn. À, đây là nhà hàng Thắng Lợi 1. Đây là một nhà hàng rất là lớn đó các bạn, thường tổ chức đám cưới, đám hỏi đó các bạn. Và chiều chiều thì mọi người thường tập thể dục đi quanh cái hồ này. Thì hồ này có tên gọi là hồ Nguyễn Du. Ở giữa hồ Nguyễn Du thì bắc ngang có một cái cầu rất là đẹp luôn các bạn.
Để một hồi mình sẽ quay cận để cho các bạn quan sát nha. Rồi, đây là một cái cầu bắc ngang hồ Nguyễn Du đó các bạn. Đây là một công trình làm rất là đẹp nha các bạn. Đây là khu vực biển hồ nha. Còn đây là cái cầu nè các bạn. Cái cầu này bắc qua từ bờ bên đây qua bên kia. Buổi chiều thì mọi người thường tập thể dục đi quay bên hồ nè các bạn. Ở đây thì xe cộ ít có chạy ha, cho nên là cũng rất là an toàn. Còn đây là cái công viên ha, nằm ở quanh hồ. Ở trên công viên này thì có những cái bức tượng ha, điêu khắc rất là đẹp. Đây là bức tượng hình cô gái đánh đàn đó các bạn. Ngoài ra trên bờ hồ ha, đây là đường Nguyễn Du, An Giang. Trên bờ hồ thì có bán nước ha, có bán trái cây đó các bạn. À, đây là cái chỗ mà bán nước trái cây mà mình đang nói với các bạn đây. Ở đây cô Sáu có bán nước ha, cà phê, rồi trà đường. Rồi anh Thuận thì có bán là bò cá viên. Ở trên bờ hồ này thì có bố trí những cái ghế đó các bạn, nằm ở cặp bên hồ để cho các vị khách có thể là ngồi thưởng thức uống nước, đồng thời có thể là mình ngắm về phía bên bờ sông á, cảnh rất là đẹp luôn các bạn. Để một chút mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây là nước giải khát của cô Sáu ha. À, đây cặp bờ hồ có để những cái ghế nè các bạn, để các vị khách có thể uống nước, đồng thời có thể là mình hướng về cái phía phía sông đó các bạn. Đây là một con sông lớn ha. Đó, đây là một con sông lớn đó các bạn. Rồi mình sẽ qua về cái trung tâm của thành phố An Giang các bạn, hay thành phố Long Xuyên á. Thì đây là một cái khu vực trống ha. Lúc trước ở đây nó có một cái bồn hoa rất là lớn, sau đó thì họ đã phá bỏ cái bồn hoa để khi mà có những sự kiện lớn thì sẽ làm tổ chức ở đây nha các bạn. Và đặc biệt ở đây thì có một cái bức tượng của Bác Tôn ha các bạn. Một chút xíu thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. À, đây là bức tượng của Bác Tôn ha các bạn. Để một hồi mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn dễ quan sát nhé. Đây là bức tượng Chủ tịch Tôn Đức Thắng, sinh năm 1888, mất năm 1980. Rồi mình tiếp tục đến trường Đại học An Giang. Đây là cái trường mới các bạn. Lúc trước thì trường Đại học An Giang nằm ở gần chợ Mỹ Xuyên các bạn. Bây giờ cái trường Đại học An Giang đó giờ đã giao lại cho trường Thực hành Sư phạm các bạn. Còn đây là trường Đại học An Giang mới nha các bạn. Đây là một ngôi trường rất là khang trang và lớn luôn các bạn. Đây là bãi giữ xe nha. Đây là khu vực nhà giữ xe nha. Còn trước mắt của các bạn là thư viện của trường Đại học An Giang. Trường Đại học An Giang thì khu vực rất là rộng lớn nha các bạn.
Rồi mình xin tiếp tục ha. Đây là đoạn đường hướng về bệnh viện Đa khoa An Giang nha các bạn. À, trước mắt các bạn đây là bệnh viện Đa khoa An Giang nè các bạn. À, cái bệnh viện này rất là lớn luôn các bạn ơi. Đây là bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Và mình xin nói thêm ha, bệnh viện Đa khoa An Giang và trường đại học An Giang lúc trước ở đây là cánh đồng quan nha các bạn. Ở đây cỏ và đế mọc rất là nhiều nha các bạn. Rồi các bạn hãy cùng mình ha, đến quê hương của bác Tôn nha các bạn. Quê hương bác Tôn ở Mỹ Hòa Hưng nha các bạn. Còn đây là nhà lồng chợ của chợ Long Xuyên, được thiết kế rất là đẹp luôn các bạn ơi. Quan sát ha, dưới sông thì tàu ghe chạy rất là tấp nập luôn. Còn xa xa đây là cái nhà lồng chợ ha, của chợ Long Xuyên đó các bạn. Thiết kế rất là độc đáo và đẹp luôn. Và trước mắt các bạn ha, đây là khu lưu niệm của bác Tôn ha các bạn. Đây là khu lưu niệm của bác Tôn Đức Thắng đó các bạn. Đây là một cái cầu bắc qua một cái hồ ha. Còn trước mặt chúng ta đây là một cái nhà thờ ha, nhà thờ của bác Tôn đó các bạn. Đây là khu lưu niệm á. Rồi bây giờ mình tiến hành đi sâu vào phía bên trong nha các bạn. Ở phía bên trong thì có một cái tượng thờ bác Tôn đó các bạn. Còn đây là hành lang bên ngoài nha. Còn đối diện phía bên kia ha, đó là khu lưu niệm của bác Tôn ha. Rồi chút xíu chúng ta sẽ đi qua với bên bển nha các bạn. Còn đây là cái phần nội quy các bạn. Rồi chúng ta bắt đầu vào khu lưu niệm nha các bạn. Trong khu lưu niệm này có trưng bày những kỷ vật ha, những hình ảnh của bác ha các bạn. Còn đây là mô phỏng lại cảnh mà nhà tù ở Côn Đảo đó các bạn. Lúc đó thì bác Tôn cũng bị giam ở đây nha. Còn đây là chiếc xe của bác nè.
Còn trước mắt các bạn ha, đây là chiếc xe để đưa rước bác Tôm đi làm việc ở Hà Nội. Còn đây là chiếc máy bay thật luôn nha các bạn. Đây là văn phòng ban quản lý khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bác Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 trong một gia đình nông dân ở Cù Lao Ông Hổ, làng Mỹ Hòa Hưng, nay thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đó nghe các bạn. Năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6, Quốc hội nước Việt Nam Thống Nhất bầu bác là Chủ tịch nước. Đây là di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây là ngôi nhà sàn của bác này nha các bạn. Nếu các bạn có dịp về An Giang nha, hãy ghé thăm khu lưu niệm của bác nha các bạn. Đây là nhà lưu niệm. Video của mình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau nhé.